Nếu như tình yêu thì mình sẽ nghĩ ngay đến một cái phim mà mình đã coi đi coi lại rất là nhiều lần, dù là nó cũng không hay lắm. Đó là phim Năm Tháng Vội Vã của Bành Du Yến với lại Nghê Ni đóng. Ban đầu mình coi phim này là tại vì có Bành Du Yến với Nghê Ni thôi, chứ mình cũng không biết là nó chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết và nó đã có một cái phiên bản phim truyền hình trước đó. Và mình đọc thông tin thì thấy nhiều người so sánh là bản điện ảnh không có hay bằng bản truyền hình, nhưng mà vì bản truyền hình cuối cùng vẫn chưa coi cho nên là mình chỉ nói về bản điện ảnh thôi. Thì vì sao mình lại coi phim này rất là nhiều lần là mình thích cái câu chuyện ở trong này, tức là nó nói về một đôi bạn quen nhau, yêu nhau từ thời cấp 3 kéo dài đến đại học và cuối cùng là họ chia tay. Nó cũng giống như phim Us and Them, tức là cái quá trình suốt tuổi trẻ và tình yêu của họ nó rất là drama, nó có rất là nhiều xung đột về tâm lý, về những hiểu lầm, về những cái sai trái mà ai cũng sai hết chứ không phải là của riêng người nào. Thì cuối cùng là theo mình biết thì cái kết ở trong chuyện nó là một cái kết bi kịch, hai người này không có cơ hội gì để gặp lại nhau luôn. Còn cái kết của bản điện ảnh thì nó có một cái mở ở cuối. Và vì mình rất là thích cách diễn của Nghê Ni, dù Nghê Ni thì đóng phim nào thì cũng flop phim đó nhưng mà mình rất thích cách diễn bằng gương mặt của Nghê Ni, cho nên là xem ban đầu xem vì Bành Du Yến nhiều hơn, nhưng mà xem đi xem lại cái phim mà tại vì rất thích Nghê Ni. Phim này nó cũng giống là một dạng phim thanh xuân, giống như những phim như là You Are The Apple My Eye hay là So Young á, cho nên là cái bối cảnh được set up cũng rất là đẹp. Nó có một cái ngày rất là đáng nhớ của Trung Quốc, đó là ngày mà đội đội tuyển Trung Quốc được tham gia World Cup hay sao á. Nó đúng là vào cái ngày là đêm giao thừa của năm 2000 luôn, cho nên là phim đã tái dựng lại cảnh mà tất cả rất là nhiều người ở Trung Quốc đổ ra cái quảng trường vào cái thời điểm đó để vừa ăn mừng cái chuyện World Cup nè. Hai nhân vật chính là Trần Tầm với Phương Hồi là cũng yêu nhau trong cái giây phút đó luôn. Nói chung là một bộ phim này mình nghĩ là mọi người cũng nếu có dịp hãy nên xem thử, vì nó là cho mình rất là nhiều cái cảm xúc về tình yêu, mình nghĩ ai cũng sẽ trải qua. Nhiều khi là nhắc lại một cái mối tình mà không thành ngày xưa của mình lại không cảm thấy nó khó chịu hay là nó quá là thù hận gì hết. Cái đoạn kết nó không thành nhưng mà những cảm xúc của nó rất là đẹp, cho nên đó, phim tên là Năm Tháng Vội Vã. Vân có đọc cuốn truyện này nhưng mà Vân chỉ mới đọc có một nửa, tại bởi vì nó không có hợp gu Vân, với lại nó hơi nặng nề, cho nên là thường Vân không thích đọc mấy cái truyện ngôn tình mà nặng nề. Nhưng mà Vân không ngờ rằng nó được chuyển thể cả truyền hình lẫn điện ảnh luôn. Vân có coi trailer, rất ấn tượng trailer của bản điện ảnh, mặc dù Vân cũng thích Nghê Ni và Bành Vũ Yến mà không biết sao vẫn chưa coi. Tuy nhiên thì nhạc phim này do Vương Phi hát thì Vân nghe rất nhiều lần bởi vì nó cực kỳ hay. Cái bản mà Cổ Cự Cơ cover lại cũng hay nữa. Cho nên là ví dụ như mà ai mà giống như Vân lười chưa coi phim được thì có thể nghe nhạc của Vương Phi hát rất là hay cho một cái bộ phim này. Rồi thôi giờ rồi, chuyển qua phim của Vân đi nè. Chị cần hỏi Vân một phim tình yêu nào mà Vân thích nhất đó, thì trong đầu Vân lóe lên đầu tiên đó là tác phẩm Squid November. Và Vân đã dành bộ phim này một phút để nói. Bộ phim Squid November do Keanu Reeves đóng chung với lại Charlize Theron. Tại sao Vân thích phim này nhất? Đầu tiên bởi vì Vân là người sinh tháng 11, cho nên một cái bộ phim cái tựa là Squid November là Vân đã thích rồi. Điều thứ hai thì thật ra Vân nhớ hồi Vân coi phim này lần đầu tiên đó là Vân coi ở Cinebox. Vân biết Keanu Reeves thời điểm đó bởi vì Vân coi phim Speak nè. Charlize Theron thì hình như lúc đó Vân cũng chưa biết đến cô này nhiều. Nhưng mà thật sự là coi trong phim này Vân thấy Charlize Theron quá dễ thương. Mà Vân nhớ mãi cái cảnh mà lúc mà cố mặc đồ lên để đi xuống dưới nhà người bạn ăn, cô búi cái tóc ở trên, trời ơi nhìn cô dễ thương dễ sợ, nhìn khác hẳn với Charlize Theron một cái style bây giờ luôn. Và bộ phim này thì Vân cảm thấy nó vô cùng ngọt ngào. Mới đầu mình cũng hoang mang lắm nhưng mà mình càng coi thì mình dần dần mình thấy ngọt ngào, mặc dù đi đến cái kết thúc nó giống như kết thúc một cái phim Hàn Quốc bởi vì nó có liên quan đến ung thư. Nhưng mà cũng không quá bi đát và bi kịch giống như là phim Hàn Quốc. Vân cứ coi đi coi lại phim này rất là nhiều và phim này là một bộ phim mà tạo động lực và Vân rất là muốn đến San Francisco. Bởi vì bối cảnh của phim này được quay ở San Francisco, Vân nhớ mãi cái cảnh mà Keanu Reeves đứng ở bên này đường nói chuyện với cái cậu bé, rồi sau đó quay lại nhìn lên trên cái căn hộ của mình ở với lại Charlize Theron, xong rồi quay lên nói chuyện với cô rằng là anh muốn cưới cô. Trời, Vân nhớ mãi cái cảnh đó. Đặc biệt là cái bài hát Only Time được hát trong phim này của bởi Anja. Thật ra Phúc rất thích bộ phim này là tại vì ngày xưa Phúc rất thích Keanu Reeves khi mà xem cái đó, nhưng mà khi mà xem mình cảm giác như là Keanu Reeves hơi bị lu mờ trước Charlize Theron luôn. Tại vì nhân vật của Charlize Theron rất là đặc biệt. Tức là ban đầu mình không nghĩ cô này, cái dụng ý của cô ấy là gì, mà mình càng đi vào cái câu chuyện tình yêu, càng đi vào câu chuyện hành trình của họ,
thì mình mới thấy được là cái lý do của cô này làm như vậy là vì cô rất là mỏng manh, tại vì cô chỉ còn có sống có hình như là chỉ còn có sống khoảng gần 1 năm, và mỗi tháng cô đã chọn một chàng trai ở với mình, và trong cái tháng cuối đời tức là tháng 11 cô đã chọn trúng một chàng trai mà thất bại từ buổi sáng cho đến buổi chiều. Sáng thì bị công ty đuổi, chiều thì bị bồ bỏ, hai cái tâm hồn giống như đang tan nát á. Họ gặp được nhau xong là họ đến với nhau luôn. Lúc đầu là anh này cũng không tin vào cái câu chuyện đó, nhưng mà càng về sau nó giống như là ngày xưa mà mình mơ mộng nhiều lắm, mình có một bộ phim thì mình cũng mơ là một ngày đó cũng sẽ có một người giống như vậy đến với mình đó, nên thành ra là một người còn có một tháng cuối cùng á hả? Thì không, thật ra một tháng cuối cùng mà vui như vậy thì mình cũng mong là có một người như vậy. Và cái đoạn cuối của phim thật ra mình xem lúc nào mình cũng khóc cái đoạn cuối hết, tức là cái đoạn mà cô dẫn anh đến một cái công viên mà cô bịt mắt ảnh lại và cô bỏ đi á, xong rồi đoạn nó bắt đầu âm nhạc vang lên, nó bắt đầu mình chảy nước mắt. Nếu mà mọi người chưa xem thì nên xem bộ phim này. Ngoài Sweet November đã bị chị Vân giành nói thì là Phúc còn thích một bộ phim nữa mà Valentine cũng hay xem lại, một bộ phim có màu sắc vui tươi và mang tính mơ mộng tuổi học trò hơn, đó là bộ phim 10 Things I Hate About You, tức là 10 điều mà em ghét nhất về anh á. Nếu mà tính ra bây giờ nội dung nó không có gì mới hết, nhưng phim mà học trò của thời thập niên 90 và phim này ra mắt vào năm 1999, thì lúc này Phúc đi coi phim này trong tâm thế là một đứa rất nhà quê nhé, qua phim Việt Nam có gì lãng mạn hết. Cái tự nhiên Phúc đi vô rạp Toàn Thắng, Phúc xem phim này ở rạp Toàn Thắng mà thời chiếu VCD mà đọc thuyết minh ấy, mà đọc câu trước có câu sau không nghe được ấy, nhưng mà mình coi mình rất là thích. Mình vào qua mình coi một cái phim mà kiểu mình mơ mộng là tại sao mình bên mình không có những cái giống như là trong phim nó có những cái kiểu mà lễ hội prom hay là những người học sinh ở trong trường đó, tại sao họ lại yêu giống như ở Việt Nam mình thời đó là thời e hẹn tuổi học trò thời này kia, mà bên Mỹ nó khác như vậy. Mà sau này mình xem lại, mình càng xem mình lại càng thấy diễn xuất vào thời đó của 4 diễn viên chính, không phải cặp đôi chính, thì chỉ có Heath Ledger với lại Julia Stiles thôi, tức là cặp đôi anh chị. Còn Joseph Gordon-Levitt cũng là một bạn rất dễ thương. Thì cái câu chuyện của phim này mình có thể tóm tắt là, tức là nhân vật của Joseph Gordon-Levitt thích một cái cô gái ở trường tên là Bianca. Thì cái cô này có một cái cấm kỵ là không bao giờ được hẹn hò, cho đến khi là bài kỵ chằn lửa của cô phải có người hẹn hò thì cô mới được đi hẹn hò. Thì cái cậu này đã đi tìm một cái chàng trai mà cũng có máu điên trong trường á, cũng là có một hơi lắm chiêu á, là đi cua cô chị để cô chị hẹn hò đi, để mình đi cua cô em. Thì dần dần cái câu chuyện bộ phim nó hình thành một cái câu chuyện tình yêu mà dở khóc dở cười, mà bây giờ mà gần như mình để ý luôn, gần như những cái phim mà teen hay là những cái phim mà tình cảm sau này đều lấy cái khung của 10 Things I Hate About You để mà làm. Và nó một bộ phim mà cứ coi đi coi lại mà thậm chí là nhiều phim vì cũng đã từng lấy một số cái yếu tố trong đó. Mà mình nhớ hoài cái phim của anh Phan Gia Nhật Linh là phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, cũng có một đoạn tribute của bộ phim này, chứng tỏ là cái sức hút của bộ phim này rất là lớn. Và mình nghĩ là nếu như bạn là một người mới lớn, bạn có những cái tâm hồn mơ mộng hay là gì đó, mình có thể xem bộ phim này, tại vì mình xem bộ phim này mình thấy yêu cuộc sống lắm. Thật ra là cái bộ phim 10 Things I Hate About You á, nó nằm ở trong cái bối cảnh những năm của 1990, mà cái giai đoạn cuối á, tầm 97, 98, 99 cho tới khoảng 2001, 2002. Thì cái khoảng thời gian đó nếu mà ai đủ nhớ thì Hollywood có cái trào lưu là phim tuổi teen lên ngôi, phim học đường đó. Đúng rồi. Có rất là nhiều phim. Thời điểm đó Vân coi rất là nhiều phim, Bring It On nè, Season Dark nè, đó là những phim Vân thích. Không, kể cả những bộ phim kinh dị như là I Know What You Did Last Summer nè, hay Scream, là bộ phim Scream đó. Tức là những cái thời đó thì có rất là nhiều cái bộ phim mà tuổi học trò nó lên ngôi. Hoặc là phim Clueless nè, phim Drive Me Crazy nè. Thời đó có những diễn viên mà được mệnh danh là những công chúa, những hoàng tử của phim tuổi teen. Julia Stiles là cũng là một trong số đó đó. Never Been Kissed của Drew Barrymore nè. Nhưng mà ngoại trừ những cái bộ phim mà mọi người thích gọi là cái phim duy nhất của mình như vậy, thì mọi người có những cái list phim không? Có, ví dụ ngoài bộ phim Sweet November thì Vân rất là mong muốn mọi người nên coi một cái bộ phim Vân cực kỳ thích. Đó là một bộ phim của Đài Loan, tựa tiếng Việt, phim Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi. Thật ra mới đầu á, Vân chỉ thấy là mọi người nói quá nhiều về cái phim này và nó rất cực kỳ ăn khách ở Đài Loan và khắp mọi nơi. Xong Vân rất là tò mò, Vân coi, mà Vân nghe nói phim này Lưu Đức Hoa đóng cameo. Lưu Đức Hoa đóng một vài cameo, đặc biệt là Ngôn Thừa Húc đóng một vài cameo nữa. Cho nên là Vân rất là tò mò với bộ phim, và sau khi Vân coi xong Vân còn bị mê luôn cả cái bài hát nhạc phim. Bài hát nhạc phim đó Vân cũng nghe đi nghe lại rất là nhiều. Cái đây là một cái bộ phim học trò cực kỳ hay, cực kỳ xuất sắc,
của Đài Loan trong thời điểm gần đây. Đối với Bông Bông còn thấy hay hơn luôn cả You Are Apple In My Eye nữa. Và có một cái phim Đài Loan rất đặc biệt mà Phúc xem ở Đài Loan hai lần vào dịp Tết 2017 là một phim tên là 52 Hats I Love You, tức là một bộ phim nhạc kịch. Và đánh giá của Phúc là hay hơn cả La La Land, và nó chỉ diễn ra trong một ngày Valentine với nhiều câu chuyện đa tiếng khác nhau và những cặp đôi khác nhau. Một bộ phim rất là hay của Đài Loan. Và bên cạnh đó, Đài Loan cũng có những bộ phim hay, rất là ngày xưa Bành Vũ Yến cũng có đóng một phim với Từ Hy Đệ, Phúc rất Từ Hy Viên á, là phim My So Cold Love á, không biết dịch ra phim tiếng Việt, nhưng mà đó là cũng là một bộ phim về tình yêu đa tuyến rất là hay. Coi phim tình cảm châu Á thì Vân rất là thích chọn phim Đài Loan, tại bởi vì cách mà làm về phim tình cảm, cái cách của người Đài Loan họ làm cái phim nó rất là thú vị. Cái tình yêu thấy nó rất là trong sáng, nó rất là dễ thương, nó không có kiểu như là ướt át xước mướt kiểu Hàn Quốc, hay nó không có cà tưng kiểu Nhật Bản, hay là nó cũng không có kiểu mà quá drama gì đó cái kiểu của Trung Quốc. Cho nên là hay gần đây mình có những cái phim như kiểu là Thanh Xuân Ơi Chào Em nè, hay là phiên bản điện ảnh của phim Thơ Ngây á, là phim Nụ Hôn Đầu cũng đến từ điện ảnh Đài Loan. À, là một phim Đài Loan nữa của Jay Châu rất là hay, đó là phim Spirit. À, đúng rồi, cái phim đó rất là dễ thương. Và phim làm lại của phim Hàn Quốc là phim Modern Blue á. À rồi rồi, có biết phim đó, phim đó có từng được chiếu ở Việt Nam. Có vẻ là mọi người thích châu Á nhiều hơn là Âu Mỹ hả? Đúng rồi. Tại vì mình là người châu Á mà, nên thành ra cái văn hóa châu Á nó dễ nhiễm hơn vào mình. Ừ. Tức là cái sự drama của trong phim Mỹ nó không đủ để em nhớ lâu hơn. Lúc đó em cảm thấy là ok, nhưng sau đó em sẽ không có nhớ nhiều bằng hoặc là đó. Nếu mà nói về phim Âu Mỹ thì chúng ta có thể coi Before Sunrise hoặc là Before Sunset, một cái bộ phim mà chỉ có hai anh chị ngồi nói chuyện từ đầu đến cuối phim nhưng mà vẫn cuốn khán giả vào cái câu chuyện tình rất là chớp nhoáng đó. Hoặc là vẫn có thể xem The Notebook nè, hay là A Walk, hay là A Walk to Remember. Đúng những rồi, phim được chuyển Nicholas thể Park. Của đúng rồi, được chuyển thể từ chuyện của Nicholas Sparks. À đó, những cái phim đó thì ok, những phim đó rất là hợp. Bộ phim rất kinh điển là Titanic hoặc là Romeo and Juliet, đó là những cái bộ phim mà coi đi coi lại nó vẫn không cũ. Thật ra nếu mà nói về phim tình yêu thì Kim Thanh lại nhớ đến một bộ phim Giáng sinh. Love Actually. Mặc dù nó phục vụ cho dịp Giáng sinh nhưng mà thật sự ra mình thấy rất là nhiều câu chuyện. Nó là một bộ phim đa tuyến và cái cách làm của nó nhẹ nhàng, nó không quá cao trào, khá là bình dị, và có thể là thấy nhiều người ở nhiều góc khác nhau như vậy. Kim Thanh thích cái bộ phim đó. Hoặc là mọi người muốn xem những bộ phim tình cảm mà kiểu rất là classic của Hollywood, những cái phim mà khi mà người ta nhắc tới là gần như khán giả Mỹ nào cũng biết, ví dụ như là Sleepless in Seattle hay là When Harry Met Sally, You Got cái... Mail đó, You Got Mail thì đó là những, hoặc là Runaway Bride thì đó là những cái bộ phim mà khán giả Mỹ nào khi họ nhắc tới là họ nhớ đến liền. Có lẽ những câu chuyện bây giờ đó là cũ rồi, nhưng mà kiểu người ta cứ nhắc tới là người ta sẽ nhớ và người ta cứ đi xem lại thôi.